Ở xã Tự Tân ở huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình, hơn 10 năm qua, hàng trăm hộ dân đã và đang phải sống trong tình cảnh khốn khổ bởi chất thải, mùi hôi thối nồng nặc từ trại chăn nuôi gà đóng trên địa bàn. Người dân đã kiến nghị đến nhiều nơi, thế nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Những căn nhà ở đây đều đóng kín cửa. Nếu không gọi thì có lẽ khó mà biết được là có người đang ở nhà. Rất là hơi thối, hàng ngày là sống rất là phức tạp. Thế là có muốn nghỉ ngơi một tí thì là cứ phải đóng kín cửa. Nhà ai đến nhà ai, người khác đến hỏi làm sao nhà cứ đóng kín cửa mà bỏ cửa ra nó hơi lắm. Năm thôn cùng hưởng một mùi, ngày cũng như đêm, các hộ dân bất đắc dĩ phải chia nhau ngửi một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trại chăn nuôi nằm ngay giữa khu dân cư. Cái xí nghiệp chăn nuôi Quang Minh về trên cái đất Tự Tân này đã trên 10 năm, luôn luôn thải ra một cái mùi không khí kinh khủng luôn. Nhân dân địa phương, các cháu hàng ngày đi học qua cái khu này là các cháu nó đều phải nín thở, và có những cái cháu phải dùng khăn tay để mà bịt lấy là cái phần hít thở không khí thì mới chịu được. Có hiểu ở chỗ, không chỉ cấp xã, mà ngay cả chi cục bảo vệ môi trường của tỉnh cũng dường như bó tay với hoạt động của công ty này. Công ty Quang Minh là giám đốc, người có thẩm quyền là không chịu làm việc với cơ quan quản lý. Và Bộ Tài nguyên Môi trường đến người ta làm việc cũng không hiệu quả. Đây là cái khó khăn trong cái công việc mà thực thi cái trách nhiệm quản lý nhà nước về địa phương. Có mặt tại trại gà Tự Tân thuộc công ty cổ phần Quang Minh vào 2 giờ chiều, chúng tôi đã trực tiếp đi tìm lời giải. Quả không dễ để tiếp cận khu trại chăn nuôi này. Những người ở đây đều ra sức ngăn cản phóng viên tác nghiệp. Họ một mực không thừa nhận hành vi gây ô nhiễm. Đây là nó không có gì. Thế nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lộ ra. Với sự giúp sức của người dân địa phương, bức tường mới được xây cao hơn cũng không đủ để che đậy hết cả một khu tập kết chất thải là những bao phân gà ruồi nhặng bầu đầy. Như quý vị có thể thấy ở phía sau lưng tôi đây là hàng chục tấn bao rác thải phân của gà đang được tập kết bằng cách chỉ là được buộc lại bằng những cái bao và vứt ra ở đây. Mùi hôi thối ở đây thì bốc lên nồng nặc. Và để nói chuyện với quý vị như này là thậm chí là tôi đang cảm thấy vô cùng là khó thở. Tuy nhiên là cái vấn đề của cái công ty Quang Minh này thì đã rất là gây bức xúc cho người dân địa phương ở đây. Và vì vậy là một chút khó thở của chúng tôi, chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng nên chịu đựng một chút để có thể truyền tải được những cái vấn đề đang bức xúc của người dân đến với các cơ quan chính quyền chức năng. Vâng, một khu chuồng trại với quy mô gần 30.000 m², nuôi hàng vạn con gà và mỗi ngày thải ra hàng tấn chất phân thải nặng mùi. Thế nhưng chất thải chỉ được chất đống mà không hề có bất cứ một hệ thống xử lý nào. Không chỉ có vậy thì phóng viên còn phát hiện những biểu hiện sai phạm về mục đích sử dụng đất đai theo quy định. Và chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này trong bản tin tiếp theo được phát sóng vào ngày mai.